Siêng ăn đòn rồi. Siêng á. Quỵt mẹ đi nhanh đánh mình đéo. Xăm đấu với Siêng. Vâng, chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu tiếp theo tầng mây thứ 19. Nhưng đây là một pha vâng một ca cực kỳ khó đẻ. Và dường như là tôi chưa thấy cái map 22 nào mà Seng thua. Đặc biệt là kèo đấu top 1, tôi chưa thấy có một cái kèo đấu nào mà 22 thua. Bên kia là Seng, còn bên này là Xăm. Vâng, chơi từ đời 1 thì có lẽ là chưa chắc đã thua đâu. Nhưng mà khi lên chơi đời 3 thì có lẽ là hơi căng dành cho hai Xăm. Xem kèo thông đêm thông ngày đấy cũng vui vết. Số bao nhiêu được không? 18 chắc 2-0. Trận này nữa là 3-0. Vâng, chúng ta cũng cùng tiếp tục quay trở lại với trận thi đấu này thôi. Vâng, tỷ số là 1-0 dành cho BiBi và nó 1 rồi. Và một trận mà 2 Seng ở phía bên kia. Vâng, có hòa huần lắm thì có 1 Seng với không lên đời được thôi. Vâng, 1 Seng còn lại cũng vâng ít nhất là lên được đời. Dư sức cầm chân một nhà và Seng còn lại biết làm gì. Vâng, sẽ biết làm gì để lên nốt cái đời còn lại. Và sau đó thì kết liễu đối thủ. Vâng, 18C tỷ số đang là 18 luôn. Vâng, 18 nghiêng về cặp đôi Gunny ở bên lớp. Vâng, khó rồi. Một bầy hiêu là rất đẹp nhưng ngoài bầy hiêu ra thì không có gì. Đến màn hình máy của cầu thủ bên lớp vậy. 21/24 và đi sai rồi, 2-0. Vâng, 2-0 ở trong set đấu thứ 19 và chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu thứ 3.